Bầu cử nước Mỹ, phiên tranh luận đầu tiên ngày 29 tháng 9. Kính chào quý vị, đây là bản tin đặc biệt của Khỏe Tự Nhiên để cập nhật tình hình mới nhất về phiên tranh luận đầu tiên của hai ứng cử viên vào vị trí Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump và ông Joe Biden. Và cuộc tranh luận diễn ra xoay quanh 6 chủ đề gồm 1. Tòa án tối cao, vấn đề bổ nhiệm ứng cử viên Amy Barrett. 2. Chủ đề về đại dịch COVID-19, vấn đề vaccine COVID-19 và Obamacare. 3. Về kinh tế Mỹ, vấn đề thuế của Tổng thống Trump và những bê bối của con trai ông Biden. 4. Chủ đề biểu tình chống phân biệt chủng tộc, vấn đề xung quanh chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. 5. Thành tích cá nhân của hai ứng viên, tại sao cử tri nên bầu ông làm Tổng thống. 6. Chủ đề tính toàn vẹn và liêm chính của bầu cử, vấn đề bỏ phiếu qua thư. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết của phiên tranh luận. Theo Fox News, mở đầu cuộc tranh luận, hai ứng cử viên đã lên sân khấu. Tổng thống Trump ở bên trái và ứng viên Đảng Dân Chủ ông Joe Biden ở bên phải. Hai người thống nhất không bắt tay do dịch COVID-19. Ông Chris Wallace, người cầm trịch tranh luận, là người đặt câu hỏi và cố gắng giữ cho các ứng viên đi đúng chủ đề và có thể ngắt lời họ khi quá giờ hoặc vi phạm quy định. Ông Wallace, 72 tuổi, nổi tiếng nhất với vai trò người dẫn chương trình Fox News Sunday Talk Show vào mỗi sáng Chủ nhật tập trung vào các vấn đề chính trị kể từ năm 2003. Cuộc phỏng vấn với Tổng thống Nga Putin vào tháng 7 năm 2018 đã mang về cho ông Wallace giải Emmy. Vâng, chủ đề đầu tiên liên quan đến Tòa án tối cao. Tòa án tối cao là một trong những trọng tâm của cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Sau khi thẩm phán tối cao bà Ruth Bader Ginsburg, 87 tuổi, đã qua đời hôm 18 tháng 9. Câu hỏi đầu tiên trong phiên tranh luận dành cho Tổng thống Trump, người dẫn chương trình Wallace hỏi về việc đề cử nữ thẩm phán Amy Coney Barrett vào tòa án tối cao và Đảng Cộng Hòa đã bị chỉ trích vì cố bổ nhiệm bà Barrett trước cuộc bầu cử. Trả lời, Tổng thống Trump cam kết rằng bà Barrett sẽ làm tốt như bất cứ ai đã phụng sự tại tòa án đó. Ông Trump cũng nói, chúng tôi đã thắng trong cuộc bầu cử, do đó chúng tôi có quyền chọn bà ấy. Tôi không được bầu làm Tổng thống trong 3 năm, tôi được bầu trong 4 năm. Nhưng ông Biden với quan điểm ngược lại, nhấn mạnh cần chờ tới tháng 2 năm sau bởi vì kết quả cuộc bầu cử sắp tới sẽ xác định ai là người đề cử thẩm phán thay thế bà Ruth Bader Ginsburg. Người dẫn chương trình Wallace hỏi ông Biden về việc trong trường hợp Thượng viện với đa số ghế đang thuộc về Đảng Cộng Hòa, nếu thông qua vị trí thẩm phán mới ở tối cao pháp viện, thì liệu Đảng Dân Chủ có kế hoạch mở rộng số lượng thẩm phán nhiều hơn 9 người hay không? Ông Biden đã từ chối câu hỏi này rất nhiều lần. Và lần này, ông Biden cũng từ chối như mọi lần. Chúng ta cùng đến với chủ đề về đại dịch COVID-19. Ông Biden chỉ trích phản ứng của Tổng thống Donald Trump đối với đại dịch, nhấn mạnh Mỹ vẫn ghi nhận khoảng 40.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Ông cho rằng Tổng thống Donald Trump không có bất kỳ chiến lược hay kế hoạch nào để ứng phó với đại dịch, dù đã biết rõ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh từ sớm. Tổng thống Donald Trump so sánh COVID-19 với dịch cúm lợn năm 2009, cáo buộc chính quyền cựu Tổng thống Obama cũng xử lý sai lầm với đại dịch. Ông Biden đáp trả bằng cách liệt kê số ca tử vong vì dịch cúm chỉ khoảng 14.000 người, trong khi hơn 200.000 người Mỹ đã chết vì đại dịch COVID-19. Ông Biden lập luận rằng không thể tin tưởng cách ông Trump ứng phó với đại dịch, cho biết ông Trump từng khuyên người dân tự bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 bằng cách uống chất khử trùng. Để đáp lại, ông Trump cho biết tuyên bố đó của ông chỉ là cách nói mỉa mai. Ông Trump sau đó đã cam đoan sẽ sớm có vaccine COVID-19, bất chấp sự việc Giám đốc CDC Hoa Kỳ từng tuyên bố rằng vaccine đã không thể có được để cung cấp rộng rãi tới người dân cho đến giữa hoặc cuối năm 2021. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và ông Biden trở nên hỗn loạn trong 20 phút đầu tiên khi ông Trump liên tục ngắt lời ông Biden. Hai người đã liên tục ngắt lời nhau khi nói đến đạo luật chăm sóc y tế giá rẻ Obamacare. Ông Biden cáo buộc Tổng thống Donald Trump về việc loại bỏ những điều khoản cho người có bệnh tiền sử, trong khi Tổng thống Donald Trump nói ông đã ký rất nhiều sắc lệnh hành pháp để giảm giá dược phẩm. Bây giờ chuyển sang chủ đề về kinh tế. Người dẫn chương trình nói là kinh tế phục hồi rất nhanh và phục hồi theo hình chữ V. Nhưng ông Biden nói rằng kinh tế phục hồi theo hình chữ K. Ông Biden cáo buộc Tổng thống Trump không giúp được doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đang khốn đốn vì đại dịch. Tổng thống Trump bảo vệ phản ứng của ông đối với đại dịch. Tôi là người đã đưa bóng bầu dục trở lại, Tổng thống nói, đề cập tới giải bóng bầu dục Đại học Big Ten. Người dẫn chương trình đã hỏi Tổng thống Trump về một bài báo trên New York Times cho rằng
năm 2017, năm mà ông vào Nhà Trắng, thì ông chỉ có trả 750 đô la Mỹ tiền thuế thu nhập cá nhân. Trả lời, ông Trump khẳng định, tôi đã trả hàng triệu đô la Mỹ tiền thuế, hàng triệu đô la Mỹ tiền thuế thu nhập cá nhân. Ông cũng cho biết chính phủ đang tiến hành thanh tra các bản khai thuế của ông và tuyên bố, ngay sau khi cuộc thanh tra hoàn thành, các bạn sẽ thấy nó. Hiện tại, cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ IRS đang kiểm toán các bản kê khai thuế của Tổng thống Trump kể từ cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump cho biết bản thân đã tận dụng những chính sách thuế do chính quyền ông thiết lập. Ông Biden lại nói về thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Ông Trump tận dụng điều này và tố cáo con trai ông Biden là Hunter Biden đã nhận hàng tỷ đô la từ Trung Quốc và một khoản tiền từ vợ của thị trưởng Moscow. Nhưng ông Biden bác bỏ điều này. Ông Trump hỏi ông Biden, tại sao vợ của một thị trưởng Moscow lại cho con trai ông là Hunter 3,5 triệu đô la Mỹ? Cậu ấy đã làm gì để đổi lấy khoản tiền đó? Ông Biden trả lời rằng không có điều nào trong số đó là đúng. Ông Biden khẳng định con trai mình không làm gì sai và giới truyền thông đã làm mất uy tín của con ông. Ông Biden tìm cách chuyển hướng cuộc tranh luận về vấn đề đại dịch COVID-19, cho rằng đây là vấn đề của mọi gia đình Mỹ chứ không phải là chỉ gia đình ông. Tiếp tục, ông Biden nói về chủ đề thuế. Ông nói ông sẽ tăng mức thuế hiện tại của ông Trump từ 21% lên tới 28%. Ông Trump nói tại sao ông Biden không làm điều đó khi ông ấy còn là phó tổng thống. Ông Trump cũng liên tục chỉ trích ông Biden không làm được điều gì to tát trong suốt hơn 40 năm làm chính trị gia. Tổng thống Trump chỉ ra mức lương cao hơn và sự tin tưởng của người tiêu dùng để bảo vệ thành tựu kinh tế trong nhiệm kỳ của mình. Còn ông Biden cho rằng ngành sản xuất đã hứng chịu thiệt hại trong 3 năm đầu mà Tổng thống Trump nắm quyền, nhắc tới thâm hụt ngày càng lớn với Trung Quốc. Tổng thống Trump nói nếu ông Biden đảo ngược việc cắt giảm thuế, các công ty sẽ rời đi các quốc gia khác và bạn sẽ bị trầm cảm với những thứ bạn chưa từng thấy. Tiếp theo, chủ đề biểu tình chống phân biệt chủng tộc. Ông Willis đề cập đến lời tuyên bố của ông Trump rằng bản thân ông đã làm nhiều việc cho người Mỹ gốc Phi hơn bất kỳ ai, ngoại trừ cố Tổng thống Lincoln. Ông Willis hỏi Tổng thống Donald Trump vì sao ông lại ngăn nhân viên liên bang tham gia khóa đào tạo về nhạy cảm chủng tộc. Để đáp lại, Tổng thống Donald Trump quyết định chấm dứt những khóa huấn luyện như vậy vì thực ra chúng lại là phân biệt chủng tộc và dạy mọi người ghét đất nước chúng ta. Ứng viên Đảng Dân Chủ gay gắt chỉ trích ông Trump vì đã công kích những người biểu tình ôn hòa bên ngoài Nhà Trắng do cái chết của George Floyd. Ông Trump ngay lập tức đã trích dẫn dự luật tội phạm năm 1994 mà ông Biden đã thúc đẩy thông qua. Ông Trump nói rằng ông Biden đã đối xử với cộng đồng người Mỹ gốc Phi tệ như bất kỳ ai ở đất nước này. Và khẳng định ông Biden đã gọi những người đó là thú săn mồi siêu cấp. Ông Biden sẽ không bao giờ dám nhắc tới cụm từ hành pháp vì sợ mất lòng cánh tả cấp tiến. Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh, người dân Hoa Kỳ mong muốn có luật pháp và trật tự, mà ông Biden lại sợ nói về điều này. Sau đó, Chris Willis chất vấn ông Biden về việc im lặng trước bạo lực ở Portland, hỏi liệu cựu phó tổng thống có thúc giục các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ của thành phố, tiểu bang bước vào ngăn chặn tình trạng bất ổn hay không? Cuộc tranh luận chuyển hướng sang biến đổi khí hậu. Willis đặt câu hỏi cho hai ứng viên về vụ cháy rừng tàn phá nhiều khu vực ở bờ Tây gần đây. Ông Trump lặp lại những bình luận trong quá khứ, cho rằng cháy rừng bùng phát là do chính quyền địa phương quản lý rừng kém. Mặc dù các chuyên gia khí hậu nói rằng các đám cháy chủ yếu là do hạn hán và nắng nóng ở mức kỷ lục, hậu quả của biến đổi khí hậu. Ông Trump cũng công kích Biden vì các chính sách khí hậu của ông, cho rằng các vấn đề của ông gây ra thảm họa kinh tế. Khi được hỏi liệu có ủng hộ thỏa thuận xanh mới hay không, ông Biden nói không, vì ông có kế hoạch về khí hậu riêng. Ông Biden nói, tôi ủng hộ kế hoạch Biden mà tôi đưa ra, khác với cái ông gọi là thỏa thuận xanh mới cấp tiến, và nhấn mạnh kế hoạch khí hậu của ông sẽ tự trang trải chi phí nhiều nguồn thu mà nó tạo ra. Các ứng cử viên được hỏi, tại sao cử tri nên bầu cử ông làm tổng thống? Chủ đề thành tích cá nhân của hai ứng viên. Ông Trump nói, bởi vì chưa có một chính quyền hoặc tổng thống nào làm được nhiều hơn những gì tôi đã làm trong khoảng thời gian 3 năm rưỡi, ngay cả khi có những trò lừa bịp luận tội diễn ra trong những năm qua nhắm vào ông. Ông Trump nói rằng, tất cả những con số đều tốt, trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nhưng bây giờ chúng ta đang xây dựng lại một lần nữa. Ông trích dẫn con số thất nghiệp thấp nhất, nền kinh tế rực rỡ nhất trước khi có đại dịch COVID-19. Ông Trump cho biết,
ông cùng nhân viên của mình đang tái xây dựng nền kinh tế trở lại sau mớ hỗn độn dưới chính quyền Obama và Biden, cùng kế hoạch mới xây dựng lại quân đội. Còn ông Biden trả lời rằng, dưới thời Tổng thống này, chúng ta trở nên yếu hơn, què quặt hơn, nghèo hơn, chia rẽ hơn và bạo lực hơn. Chúng ta cùng đến với chủ đề toàn vẹn và liêm chính của cuộc bầu cử. Phần cuối cùng của cuộc tranh luận là tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Ông Biden tập trung câu trả lời của mình vào việc khuyến khích người Mỹ bỏ phiếu. Ông nói, hãy đi bỏ phiếu, bạn sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử này. Bỏ phiếu và bỏ phiếu. Ông Biden cũng nhận định rằng việc bỏ phiếu qua thư vẫn được thực hiện rộng rãi bởi giới quân sự, chứ không phải là không có tiền lệ và không có báo cáo về sự gian lận nào trước đến nay. Còn ông Trump đáp lại rằng việc bỏ phiếu rộng rãi qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử năm nay sẽ gây ra gian lận. Ông đưa ra bằng chứng về việc mới đây có 7 lá phiếu bầu cho Tổng thống đã được tìm thấy trong thùng rác ở bang Pennsylvania. Tổng thống Donald Trump tuyên bố người Mỹ có thể không biết kết quả bầu cử suốt nhiều tháng, dù quan chức bầu cử của cả hai đảng không cho rằng đây là kịch bản đáng lo ngại. Biden đáp lại, ông ấy lo sợ việc kiểm phiếu. Khi được hỏi hai ứng viên có thể bình tĩnh chờ đợi và không tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả bầu cử được công bố hay không, ông Trump đã nói, tôi kêu gọi những người ủng hộ tôi hãy đến tận nơi để bỏ phiếu và quan sát thật cẩn thận. Còn ông Biden cam kết sẽ giữ bình tĩnh và không tuyên bố chiến thắng quá sớm, nhấn mạnh rằng cần phải kiểm đếm tất cả các phiếu bầu. Ông cũng khẳng định nếu không đắc cử, ông cũng sẽ tôn trọng kết quả, nhưng nhấn mạnh rằng mọi phiếu bầu cần được kiểm tra kỹ. Kết thúc phiên tranh luận. Sau một tiếng đồng hồ tranh luận, hai ứng viên đều có thời lượng nói hơn 27 phút, trong đó ông Trump nói nhiều hơn ông Biden 10 giây. Cuộc tranh luận đầu tiên kết thúc khi ông Chris Wallace yêu cầu cả hai ứng viên ngừng tranh luận, cam kết phải giữ bình tĩnh và tránh tuyên bố chiến thắng cho đến khi có kết quả bầu cử được xác minh độc lập. Vâng, cuộc tranh luận đầu tiên đã kết thúc sau 105 phút, kéo dài hơn so với kế hoạch 90 phút ban đầu. Nhưng giới quan sát đánh giá không có người thắng cuộc trong cuộc tranh luận đầy hỗn loạn này. Mặc dù hai đối thủ thảo luận 6 chủ đề chính trong cuộc tranh luận, nhưng quan điểm của hai người phần lớn không được thể hiện một cách trọn vẹn khi họ liên tục ngắt lời nhau và công kích cá nhân. Và cuộc tranh biện Biden-Trump tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 và cuộc tranh biện cuối cùng là vào ngày 22 tháng 10. Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ có cuộc tranh biện trực tiếp duy nhất vào ngày 7 tháng 10 tới. Thùy Dương và Nguyên Ngọc xin được kết thúc bản tin đặc biệt với chủ đề tranh luận bầu cử ngày hôm nay. Trong thời gian tới, Thùy Dương và Nguyên Ngọc sẽ tiếp tục mang tới cho quý vị những bản tin mới nhất, nóng nhất về các diễn biến thời sự trên thế giới, mà trước mắt là các vấn đề liên quan đến bầu cử Mỹ 2020 đang ngày một nóng lên trước thềm bầu cử. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại!